Kính chào toàn bộ anh em. Hôm nay thì Trà Bân Lĩnh sẽ đưa đến cho anh em một siêu phẩm dòng xe tải dắt đáp ứng được cái nhu cầu bán hàng lưu động của anh em. Đây, con xe thì xe này đã được ra biển số và chuẩn bị trong ngày mai. Ngày mai là công ty Phú Cường mình sẽ giao cho khách hàng ở Cà Mau luôn nha. Và chiếc xe hôm nay là mang tên là Jack X150, rất là đẹp. Và một cái thành phần rất là đặc biệt của con xe này chính là cái thùng xe. Thùng xe đã đạt đóng thùng kính dơi. Và điều đặc biệt là cái xe này về hồ sơ giấy tờ của thùng là vẫn là thùng kính dơi chính hiệu của nó, nên là đảm bảo được sự an tâm cho khi anh em vận hành trên đường giao thông và bán hàng lưu động hay chở hàng bằng tải hàng, khỏi lo phải công an. Xe mình sẽ giới thiệu sơ về dòng xe mình có tải trọng là 1 tấn 45. Trên về mặt giấy tờ và thực tế cũng vậy, thùng thì cánh dơi mở có thể 3 cánh, rất là trống, rất là rộng, rất là thoải mái luôn. Và chiếc xe này anh em có thể là đóng thùng, đặt thùng theo được yêu cầu, có thể đóng bằng sàn inox hay là chất liệu chắc chắn hơn, đảm bảo hơn, hay là tùy theo cái sàn xe. Đây cái sàn xe, sàn xe là hiện tại khách hàng này đặt là sàn sắt 2.4 ly, thì anh em có thể là đóng sàn dập la me hay là dẫn dập sóng. Thùng xe thì đây là cái vách trong, vách trong là được đóng bằng lớp tôn kẽm, giữa là mút xốp và bên ngoài là một inox. Đấy, inox này inox là 430. Nói chung là chất liệu thì có thể anh em phụ thuộc vào sự lựa chọn của anh em. Ngay cửa sau là thiết kế cửa sau là có thể được mở ra rất là dễ dàng. Đấy, về phần cái xe chi tiết cái xe dắt X5 thì mình cũng làm rất là nhiều clip rồi. Con xe này cực kỳ là được đánh giá là rất là tuyệt vời, từ thiết kế, mẫu mã, động cơ, và điều đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm dầu luôn, phù hợp cho anh em chạy vận tải hàng khu vực miền Tây hay là miền Đông Nam Bộ. Đây đầu xe, logo Jack mã chrome màu vàng, phía dưới là có đèn sương mù. Đây đầu xe thiết kế na ná mẫu Hyundai Boxer. Bánh trước, hệ thống trước và sau là đều xà nhíp này. Trước là ba lá nhíp, anh em có thể thấy đây ba lá nhíp. Lốp con Subina cỡ lốp là 6R13. Bình dầu của chúng ta là sức chứa là 45 lít chứ, chính xác là 45 lít bằng nhựa. Bánh đôi, bánh sau bánh đôi. Phía sau là nhíp rất là lớn, bự, chịu tải tốt nè. 5 lá nhíp trước là 3 lá, sau là 5 lá nha. Nếu mà đang có thể nâng nhíp cũng được, ok cả. Chúng ta hãy tiến vào nội thất xe. Xe trang bị kính chỉnh điện rất là đủ, và gương cũng vậy. Gương thì chúng ta cũng điều khiển trong cabin. Đây, này là nút điều khiển gương này nha, chỉnh gương xe. Ghế bọc da thì xe mình ghế thì chỉ dành cho 2 người nên là ngồi rất là rộng luôn. Đây có thể bật cái này lên nữa, thì anh em nếu không để nước thì bật cái này lên nữa, rất là rộng luôn. Tay số này, 5 số tiến, 1 số lùi. Đây là mà cái màn hình điều khiển của xe này. Khi mà bật chìa khóa lên là có cái đèn led chạy rất là đẹp luôn, rất là sang trọng luôn. Vô lăng 4 chấu này. Xe mình trang bị sẵn máy lạnh, radio FM, cổng USB, mồi lửa đầy đủ, hệ thống gương
Phía trên là có một này. Đấy, lấy gió trời. Xe mình là động cơ nằm ở dưới ghế và trang bị động cơ là quanh xoay 1.8 lít tiết kiệm dầu. Thì hiện tại xe mình là 100 cây là đi tầm khoảng 7 lít dầu, có tải có máy lạnh. Còn khi đi không tải không máy lạnh là theo đánh giá là tầm khoảng 100 cây đi 5 lít. Rất là tuyệt vời. Và hiện tại xe mình đang có giá là 330 triệu với phiên bản là thùng như anh em đang thấy đây. Đây là thùng ba xe và thùng 330 triệu. Còn nếu anh em có thể đóng, mình nghĩ là thường là anh em thêm tầm cỡ 5 triệu nữa đóng sàn bằng inox cho nó bảo đảm. Inox dài 2.5 ly. Đấy, chỉ thêm 5 triệu thôi là coi như có một cái thùng rất là đẹp luôn. Điều đặc biệt đó là xe này cũng hỗ trợ cho anh em ngân hàng rất là tốt. Nếu mà anh em mua chiếc xe này thì anh em chuẩn bị tầm khoảng là 80 đến 100 triệu đi. Có được một chiếc xe như ý, vay duyệt hồ sơ nhanh luôn. Còn với những khách hàng mà công ty thì hỗ trợ được lên đến 90%. Anh em chứng minh được thu nhập thì có thể trả trước là 50 triệu. Đây. Một chiếc xe rất là đáng để mua nha anh em ơi. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Thùng rất là đẹp luôn. Đặc biệt thùng mình là hợp lệ nha, phiếu hợp lệ nên là rất là đảm bảo. Đảm bảo trong việc lưu thông. Sổ đăng kiểm đầy đủ. Công ty mình là hỗ trợ làm mọi thủ tục giấy tờ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn anh em. Nếu mua xe thì có thể liên hệ xuống ở trên màn hình. Lĩnh sẽ tư vấn cho anh em nhé. Xin chào.